Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh của B Audio Sài Gòn. Hôm nay tôi giới thiệu tới quý vị một cái cặp loa đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng, nhưng mà cái model này thì nó rất là hiếm luôn nha quý vị. Nói đến cái dòng loa Yamo thì quý vị biết là một trong những cái thương hiệu nổi tiếng nhất của Đan Mạch quý vị, nếu nói về ngành audio. Và B rất thích ở Yamo, dù những cái cặp loa ở thập niên 80-90 hay những cặp loa bây giờ thì Yamo rất là chăm chút về hình thức nha quý vị, cực kỳ chăm chút về hình thức luôn. Và cái đôi loa ngày hôm nay với model là console 7 nha quý vị, console 7 thì cái dòng này quý vị biết là quá là đẹp về cái ngoại hình của nó, mà cũng tùy, có những cặp loa về thì trong tình trạng không được đẹp, nhưng mà riêng cặp loa ngày hôm nay là đẹp nha quý vị. Với cân nặng là 28kg trên một thùng, bên ngoài nó ép một lớp gỗ lạc quý vị, một cái lớp gỗ lạc có vân màu đỏ, mà cái dòng gỗ này là mình chưa thấy ở những cái thương hiệu loa khác quý vị, rất là lạ luôn, cực kỳ lạ luôn nha quý vị. Dòng này quý vị vừa nghe nhạc và vừa karaoke. Bên ngoài thì quý vị thấy nó chỉ có hai loa, nhưng mà thực ra nó bốn loa, nó còn thêm hai loa bass quý vị, hai loa bass nằm ở trong thùng nha, hai loa bass ở trong thùng, còn lưới của nó là lưới cái cặp loa này là bán cuối thập niên 80 đầu thập niên 90, nhưng mà nó là kiểu hit 500, kiểu hit 500 nha quý vị. Nè, quý vị thấy ở trên đây là nó không có cái chốt nha quý vị, lưới là lưới sắt khỏi phải gãy, cái này chỉ có mốt thôi, nhưng mà nó không mốt, sắt còn nguyên hết nha, còn tem thì nó nằm trên thùng rồi. Hai loa bass 20 nha quý vị, nó nằm ở trong thùng và nó nằm ngang nha quý vị, nó nằm ngang, đánh cực kỳ uy lực luôn, rất là uy lực. Và cái đôi loa này cân nặng cũng nhiều, 28kg trên một thùng nha quý vị. Quý vị nhìn bên hông cái phần gỗ nè, rất là đẹp. Rồi quý vị coi công suất maximum là 300W trên một thùng. Những cái model mà những cái thập niên này thì nó đều sản xuất tại Đan Mạch quý vị. Và cái dòng console 7 này cũng như vậy, made in Đan Mạch luôn. Trở kháng là 6 ohm, độ nhạy 88 dB, có thiết kế đánh pin quay 4 cầu, bò 2 cầu 4 trạng. Nhưng mà cái miếng đồng thì nó mất rồi nha quý vị, miếng đồng không còn, quý vị thấy biết sao là không có bung nở một tí nào luôn. Đôi loa này ngọn nó mất hai cái trạm đồng thôi, còn lại là rất là đẹp nha quý vị. Rồi bên qua trên lưng quý vị nhìn nè, rồi mặt bên ngoài, mặt trước là gồm một cái loa mic với đường kính là 18 quý vị, găng cao su và một loa trét, và cái loa bass ở bên trong thì bass 20 nha quý vị, cao 98, rộng bao nhiêu quý nhỉ, rộng 28 và sâu là 32, và mức giá ngày hôm nay mình bán là 12 triệu đồng nha quý vị. Đôi loa đẹp, nói chung là đẹp xuất sắc, chỉ mất hai cái trạch đồng phía sau, mình thay thế bằng cái dây điện thôi. Dòng này quý vị vừa nghe nhạc và vừa karaoke, quý vị tham khảo đi dòng console 7 của Yamo, và dòng này là made in Đan Mạch nha quý vị, made in Đan Mạch, tiếng cực kỳ uy lực nhưng mà rất là hay luôn, cực kỳ chi tiết nữa. Bây giờ bây tết nhạc và quý vị thích thì đang mong đợi cặp loa này thì alo cho mình, bởi vì nó rất là hiếm quý vị. Có những cặp loa nó hiếm vài năm trên thị trường cũng không có là chuyện bình thường, thì cái cặp loa này khá là hiếm luôn. Rồi và trước khi đến nhạc, tôi giới thiệu quý vị cái dây loa bãi. Trước cái dây loa này bị bán 1,2 triệu một bộ, dây bãi mới nha quý vị. Và dòng này nó có đầu bắp chuối thôi nha, mỗi bên dài 2,5 mét. Còn cái ổ cao, cái USB kia thì mình chép sẵn nhạc rồi là 800.000, nhạc lốc đét chất lượng cao, gần 2.000 bản nhạc trong đó. Nó các thể loại là nhạc vàng, bolero, trữ tình, nhạc hòa tấu, nhạc acoustic trong cái USB nha quý vị. Bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức, mà quý vị xem lại cặp loa này một tí đi, bởi vì nó quá là đẹp. Quý vị nhìn cái mặt trước của nó nè,
lỗ thông hơi nó sáng lại quý vị. Công suất maximum là 300W nha quý vị. Công suất khá lớn á, 300W. Độ nhạy là 88, trở kháng là 6 ohm. Số điện thoại của Bi là 0907386304. Quý vị thích cái nào thì quý vị cứ alo cho mình. Bi rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị. Mãi qua cơn mê, xa cuộc đời bênh bâng, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng trời. Từng người sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Từng người sau cơn mê vẫn xa anh, dù bao tháng năm đau thương dặm vui. Trường quen vắng ta mai ta lại về. Rồi đây qua cơn mê, sông cạn lại thành dâng, xuôi về ngọt quê hương. Từng ngón tay em dài vun trọn cuộc tình đây, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim mãi bay đi muôn phương, đem về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi về. Cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây qua cơn mê, sông cạn lại thành dâng, xuôi về ngọn quê hương. Từng ngón tay em dài vun trọn cuộc tình đây, mơ toàn chuyện trên mây. Tôi như cánh chim mãi bay đi muôn phương, đem về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người.